Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Dân Biển. Hôm nay giới thiệu với các bạn một video mới nhá. Video hôm nay là video câu cá điểm các bạn. Hiện tại thì thuyền đang chạy tới điểm. Tầm 15 phút nữa sẽ neo. Hai anh này buộc hai neo các bạn, neo điểm là phải neo hai neo. Bên trái một neo, bên phải một neo. Tí nữa sẽ là thuyền trưởng neo như thế nào các bạn. Mình lần đầu tiên chứng kiến cảnh câu cá cam, cá điểm. Trong khi chạy tới điểm các bạn, ngoài này anh em sẽ chuẩn bị câu kéo để chuẩn bị câu, chuẩn bị sẵn sàng buộc gì các bạn này, buộc lưỡi, chuẩn bị tất cả đầy đủ. Đường đang chạy lại. Vậy thì đã tới rồi các bạn. Bây giờ sẽ neo nhỏ trước. Hai anh này sẽ kè neo ra. Khi nào có lần của thuyền trưởng bắt đầu vắt neo xuống. Một neo là sẽ có một hòn đá các bạn. Đá bay. Điểm này phải néo cho chính xác các bạn, néo chính xác thì cá nó ăn, néo trật tầm 1 mét thôi là tạo ra. Sau neo là sẽ hòn đá. Như vậy đá cũng đã xuống luôn. Giờ cho dây nó chạy thoải mái. Rồi như vậy là một neo đã xuống. Đây là cái neo thứ hai các bạn. Chuẩn bị neo luôn. Cũng là đang đợi lần của thuyền trưởng. Sau khi thuyền trưởng ra lần thì sẽ neo. Xong các bạn, một phát ăn luôn. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ bỏ câu. Để bỏ tay vào, chuẩn đi. Câu đây các bạn, về móc mồi để thả xuống. Ngay điểm rồi. Mọi người ngồi một góc, 7 người 7 góc. Giờ đây để cho mồi. Khi nào chuẩn bị câu nữa các bạn. Rồi lấy mồi móc vào. Cho lấy cái đó. Cái đó.
rồi dòng xuống. Để bó tay là các bạn, cầu cán này phải cần bó tay. Đây là anh Teo. Sau lại có hai người nữa. Sau lại có hai người các bạn này. Anh này câu 16 này. Móc xuống. Ê, móc mũi. Ê, mắc à, rồi rồi. Rồi móc mồi xuống các bạn, mồi sống thì nó dễ ăn hơn. Chuẩn bị không? Vứt câu xuống. Lúc rưỡi. Bên này dòng câu luôn các bạn. Đây rất là sâu, 130 mét các bạn, 134-135 mét. Nhìn cả các bạn, nhìn cá đã lên rồi, một con ngày xưa, móc xong ở đâu, đưa tới đâu này. Hôm nay có một ăn dìm cá nữa. Móc lưỡi ra. Con rau lên ăn nhà. Hà nội kia đuôi muốn đấy hả? Tất cả 3 con các bạn, này có 1 con là 4. Bây giờ đang gỡ lưỡi ra, sau lại có 1 người dính cá nữa. Rồi, gỡ lưỡi ra hết rồi. Cái gì công công năng không? Mình là chạy ra sau lại.
lên đi. Mặc ngược khó khớ lắm. Rồi đã rồi. Đã xong sẽ móc mũi bò xuống tiếp. Tì cá các bạn, tì cá này nó chạy nhanh lắm và mạnh, khả năng là ngoài này là lên trước. Hôm nay mơn lên, có gì sẽ thả xuống lại. Xong đến ăn teo. Khả năng là đến ăn teo các bạn. Góc này thì không nhìn được cá vì đâu mà mì thuyền. Nhìn thấy người thôi, người lừa cá. Ngoài này ăn lóng đấm luôn. Hai con. Teo được hai con các bạn này. Một lần hai con luôn. Nãy mắc xúc cho nên không quay được. Ngày nay được một con. Một con à, ăn lóng rồi. Cá đã lên rồi. Giờ gửi lưới ra các bạn. Ui, con này nó vẫn cắm này. Cắm.
ở như vậy là anh Teo sẽ vứt xuống lại. Sau khi câu cá lên thì móc câu xuống các bạn. Vậy là anh đang nhìn thì các bạn cá rất đáng tí. Anh Hiếu quay vào cho người vừa xem các bạn. Cá này nó khỏe lắm, cực khỏe luôn. Gần lên các bạn là mình sẽ ra đâu này mình quay gì nữa. Ngoài này là chủ sao lại cũng nhìn luôn các bạn, hai người. Đây là ta bắt tắt cho cái vượt xúc. Đây, người ta bắt khỏe hơn. Một tay tặng các bạn, một tay bắt cá, một tay quay cho các bạn xem. Ngoài kia nhìn cá này, ngoài kia có một người bắt, chủ thuyền bắt cá. Đồ này là giao nhiệm vụ cho mình. Ui. Kia là sụp lên rồi. Đây, một con. Đã kia được một con này chưa các bạn? Bên này nhìn cá các bạn. Ok. Một con. Rồi như vậy đặt lên đi các bạn. Chạy bên nữa. Gỡ lưới ra luôn đi. Đúng rồi. Cái này lấy trên môi. Cái này sẽ mà long lừa cả các bạn. Chạy à. Cả anh chạy câu các bạn nên hai anh kia phải đuổi câu đi khỏi mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên các bạn, cá lên sáng 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 ấy. Teo được luôn, teo nhìn được các bạn, đang đấy, ngủ lên, mình bỏ bỏ tất cả đây các bạn để chuẩn bị tắt tất cả. Lên chưa? Gần lên rồi các bạn. Rồi đã thấy cá rồi. Một con. Từ lưỡi đấy các bạn này, mình sẽ gỡ ra. Rồi, anh ta sẽ móc mưa vất xuống lại. Đi xem có ai dính cá đúng không? Chưa các bạn, chưa. Rửa cá các bạn, rửa cá để vứt xuống hầm luôn. Chỗ này còn con nữa này. Con sao lại bò luôn tớ. Con mấy con sao lại này các bạn, đã bắt bò hâm nốt luôn để cho nó tươi. Quẩy hâm đã, sáng mai nó bắt lại. Anh em vẫn đang ngồi câu này.
lên rồi. Đến rồi các bạn. Đây cá đây. Mà đâu này có ai chín được không? Bên này các bạn, bên này. Lên mắc câu các bạn, cho nên phải chờ câu quá mà kéo được. Này, cả dưới này. Rồi chín cá rồi. Đâu kéo lên này gờ. Cho tay vào rồi đã. Quẹt rồi em đấy. Quẹt sau lưng đấy. Quay. Rồi, đá rồi. Giờ móc lưỡi vắt xuống. Mình sẽ đi ra ngoài này quay vào cho rồi. Sẽ lên cả trước, ăn sau lại sẽ lên sau các bạn. Rồi một con. Con ăn sau này nữa. Lừa các bạn, cái nào sóng mà dập lên là phải kéo nhẹ hoặc đi lại, cái nào sóng mà xuống thì sẽ kéo lên.
là thuyền trưởng các bạn, thuyền trưởng đi mắc cá. Lên các bạn. Gửi ra. Sau khi dính cá là phải cắt câu để buộc lại. Kể cả nó ăn tiếp là sửa đứt. Chưa. Rồi, cuối cùng đã vào vớt. Con này khả năng là mái nấu. Bên này có một con nữa này.
được bóc bằng tay à. Nó rồi. Này khi nào cắm bắn là chít lẻ đấy anh ấy, lẻ đấy lẻ này các bạn, khi nào con nào mà lột vào là ngoáy, bỏ vào ngoáy. Anh Teo các bạn, anh Teo chín cá đang lừa lên ở đây này, rau á, đâu rau thế. Choang cùng các bạn về quần nung để tới gờ gờ để lấy cá. Móc luôn. Hai con. Con. Một con. Ơ đừng con nữa. Lên hàng, lẹm đấy. Quay. Tập kết với mấy con gì kia. Chú Hiếu đang lâu đầm rồi, chú Hiếu. Đâu này cũng nhìn cá luôn. Nhỏ à? Du qua xuống đi. Nhìn xuống được là thấy chơi rồi. Xem đâu này có quái à.
dính nữa không? Chưa. Hôm nay được 4 con các bạn này. Con 6-7 cân. Hả? Chưa râu. Mực à? Chuẩn bị tao bắt. Ngã cái nóc chạy tao đi luôn. Đồ này ăn là dính này các bạn này. Đeo dính cả được. Ăn lửa khả năng lên sau, hai này sẽ lên trước. Rồi đã thấy. Sắp lên luôn được. Ui, nặng cao. Một con các bạn. Vừa đã luôn. Cất cẳng. Đấy, vừa lười ra. Nghe lại đi. Sẽ quay. Quay ngoài này. Cá lên. Cá đã lên rồi các bạn. Bop, bop.
bớt bớt cả đường các bạn, cả bớt. Bước khỏe quá. Tắt tiền mẹ. Thả thả người đi. Theo sổ ra. Anh teo đừng con các bạn. Anh teo đừng con đi. Con này chưa gỡ lưỡi. Ô hả mắc lên lại thôi thì ăn sao chí. Chưa kéo lên được ê. Kéo lên rồi bắt đi. Ô ba phải vui chỉnh cho nó. Rồi tạo một cái lê đấy. Được. Mở nó tiếng mở. Mắc câu của chú Hiếu nữa. Vào tập kết bữa nay ngon các bạn, bữa nay mai kho kho ấy, mai kho ai mua cả bữa liên hệ. Ui bữa thiên nhiên. Trên lưng có 6 gai các bạn, 6 gai. Có đang một lai hai lai đi, một lai hề. Rất là đã. Ngay thì hề. Rồi anh em vẫn câu tiếp. Mực à? Chuẩn bị tập bắt. Ngã cái nóc chạy tới đi luôn. Hãy để em tập bắt đâu. Tập đi. Đồ này ăn là gì này các bạn này. Đeo gì cả được. Ăn lửa, khả năng lên 6.
sau, hai anh này, hai anh này sẽ lên trước. Rồi, đã thấy. Sắp lên luôn được. Ví dụ cái điểm kia đó. Anh kẻ lên móc tóc. Ui, nặng cao. Một con các bạn. Vừa đã luôn. Cứ càng. Đấy, vừa lười ra. Nghỉ lại đi. Sẽ quay. Ngoài này. Rồi, cá lên. Cá đã lên rồi các bạn. Chưa gỡ lưỡi. Ô, hả mắc lên lại rồi thì ăn sao chí. Mở nó đi, mở. Mắc câu của chú Hiếu nữa. Tập kết bữa nay ngon các bạn, bữa nay mai kho kho ấy, mai kho ai mua cả bữa liên hệ. Ui bữa thiên nhiên. Trên lưng có 6 gai các bạn, 6 gai. Có đang một lai hai lai đi, một lai hề. Rất là đà. Ngay thì hề. Rồi anh em vẫn câu tiếp. Cá. Lấy cái này cho ra anh đi. Thank you.
cam. Cố lên, từ từ thôi. Bị té áo. Có hai con té áo các bạn. Té áo thì thuyền mình không cần câu nữa. Tốn mồi để mồi câu cá cám. Rồi lên rồi các bạn đã thấy rồi. Chớp. Rồi đã lên. Ê! Bọc lên lưng. Bịt tuột. Đưa xuống hầm. Ở dưới này anh Teo đang lấy mồi. Để làm cho anh hiểu một phố. Khoan ra ngoài đi. Đây nhìn đây. Rồi. Lực cái đầu ngang lại để chỗ con bớp. Cho nằm ngang lại nữa. Rồi. Hạ xuống đi. Hạ đâu xuống để thấy không có bơm. Rồi. Khỏe quá. Rồi phát xuống luôn. Để mua lên cửa bàn này, mua để câu tiếp. Bây giờ đưa cá xuống. Còn chim bên ngoài hè, tự nhiên. Ui giời. Rồi, mình sửa xong, vứt mấy con này xuống luôn các bạn. Mái đây, cái bóc lưng này. Dòng xuống đã. Dưới này hầm đá cho nên có nhiệt độ lạnh. Nó sẽ tưới cá. Để ghế tôi bén, thôi bén. Để ghế. Nhìn mắt thường thì đã nhé.
Rồi suối sạch sẽ. Đi ra sau lại quay tiệm các bạn, sau lại dìn cá. Là tỏi dính đang kéo. Ăn long dìn cá các bạn này, ăn đôi mù đâu kia, mới đâm cá xong, bây giờ đang lừa. Hình như đâu này số là 6. Số ra. Số rồi. Xì các bạn. Nhỏ cũng là cá, ran nó người nhỏ to hết á. Sư ra mẹ. Ui tạt cái máu rồi. Chạy lên không? Con đi về con sao lại là kho đẹp. Nó kén như quên. Sao lại còn con như thế nữa. Một cân. Các bạn rồi anh hiểu ra tới thâm tai là đến tay sạc ngư của tàu 31.
chuẩn bị kéo cá lên. Đến à, thấy rồi. Tắt. Rồi, như vậy là đã lên hai em. Ui, mưa máu. Mưa máu luôn. Thăm quà. Quà thiếu. Rồi, vừa ra. Mày móc mức số xuống à? Đúng. Quỳ số như ăn hai con vậy.
tèo này thăm mua các bạn. Bây giờ lấy mua mực sống vất xuống. Kể cái này câu mực chết mà không ăn. Hai phát này là mực sống là phát một luôn. Ê chá ăn lùm luôn. Chế hắn ăn ấy. Tròn nọt luôn. Nuốt vào trong các bạn. Nuốt vào thì chắc. Chắc ở bờ đi. Rồi, đã xong. Giờ anh này mục ra để móc. Còn đẹp nữa. À, móc câu thì các bạn. Bây giờ mực sống loán rồi, mực chết là gì? Anh hiểu là gì được các bạn? Rồi. Đây là anh hiểu thứ hai này. Bên này một con các bạn. Bên này hai anh sao lại không nhìn hai con nữa nhưng mà mắc nhau. Không biết là người nào lên trước, người nào lên trước thì mình sẽ chạy từ đó để quay. Khả năng là sao lại rồi. Nhưng nói câu hai con má. Rồi sao lại lên được các bạn. Rồi một con. Rồi chưa đến được nguy được nguy thuyền. Để đây quay lại. Đậm trật rồi. Đậm mà thất thể là trật các bạn. Xấu đi. Con cái không xấu này. Cá lên. Cái không xấu đi. Cá lên mình sẽ khâu. Đơn giản. Ôi, năng lên lên. Vào đây. Này. Thôi, đà lên các bạn. Hàng khủng hàng khủng. Chưa phải là khủng lắm nhưng mà hàng này tốt rồi. Giờ vang hiện tại thì hết mực rồi. Mực sống vất xuống nó nắn các bạn. Hai lại luôn à? Hai lại nó chắc hề. Hai lại nó móc hai mẹp luôn đi. Khỏe. Mép này lướt lại nè. Ui. Chưa. Đập ngoài. Mọc nước. Rồi. Nè. Con có hai con thôi. Con một lá. Có một lá đây cho hắn. Tôi có một lá đấy. Bây giờ giờ xúc một lá lên các bạn. Thôi mình tắt máy ra con mực lá. Bên này cá to. Bên này cá to hơn. Cá ta hẹn trong mua cái con người lưng mấy ơ. Nó tụt cái đeo cho tụt cái luôn. Mà đến cao là nó xuống lại nữa. Xuống lại thì hẹn. Chạy vòng ràng thôi. Đó,
thôi. Chạy chạy về phía đâu rồi? Sóc ra ngoan rồi đấy. Rồi bắt đầu gửi lời ra. Bên này có một con nữa các bạn này. Bên này có một con nữa, con này quá to nên nó chạy xuống ràng đấy. Mắt con ràng á. Đang kéo. Con nào bán thế? Mở lưới các bạn. Hà khung. Các bạn sốc. Cả cám ăn khốn đến người nữa. Rồi dòng xuống. Các bạn ơi, cá gìn tiếp. Ăn long cá gìn để tắt chứ. Một con. Hôm nay là gìn cá này. Bên này gìn tiếp. Ba người khả năng bên này lên trước. Ui, không là người ngoài nữa. Cái bên nào thế? Cá này sẽ qua thân đường qua bên nữa tắc các bạn, bên tắc bên này, qua bên này lên chưa? Còn tỏi ngoài chín cá luôn, ba người. Lên chưa Hiếu, lên chưa? Rồi, bên này lên được quá. Hello. Kia con kia còn con nữa. Lấy dễ, lấy chưa? Bạn tỏi ngoài kia không biết là lên chưa? Chưa lên. Chạy ra sau nít luôn. Oh.
đâu này một con nữa các bạn, đâu này một con nữa. Mình ý à, cho cái cương chơi dưới á. Rồi lên. Ôi nọc hai lái luôn. Thả đó ra. Rồi anh Nam đấm kéo. Rồi nhìn tiếp. Chưa đến là Nam. Nam Candy. Chết mồi rồi các bạn. Bây giờ móc mồi mồi chết xuống nó chế. Mồi này nó chế này, đấm. Ôi tí. Rồi để xem anh Nam của anh. Tiếp anh lại. Rồi. Rồi dín. Rồi đủ mà đứt rồi. Đứt mô. Bỏ xuống lại con ăn tiếp. Tỏi 5-6 phát ngoài mà dín được ấy. Rồi, đã thấy.
thấy đấy các bạn, thấy lấp lóa vậy rồi. Một con. Đây thấy chơi đấy. Đang là lười dưới, đang có hai lười. Tắc. Chính xác. Dạ. Ê, có đấy đuôi mắt. Đuôi mắt đi mơ mắt đây. Đây, bây giờ gỡ ra. Rồi ra có mực tiếp. Ăn long gì? Dễ luôn. Tỏi bẻ ngoài nữa. Tỏi bẻ. Bắt tỏi bẻ được các bạn. Đây ra ngoài này đó. Đâu này ăn long mà gì? Kéo lũ rồi. Đồ ăn lông cả to các bạn, đồ ăn lông cả to, lối ăn lông xuống luôn. Mà lối ăn lông xuống luôn. Ghê quá. Em tay phù thế, bọc tay thả ra thế. Hôm nay cá to các bạn. Hai người phù. Đây, thầy một người nhảy qua phù nữa. Ngoài này cá lên trước, mình quay ngoài này trước. Lên, cá đã lên rồi. Lên là tao bắt con mốt kìa. Rồi, như vậy là đã lên. Bạn một con đứt lưỡi rồi. Có hai lưỡi mà một lưỡi bị đứt, một lưỡi bị dính. Con to chú đi. Con này ăn lại dính được các bạn. Tiếp. Nhưng mà đâu này là ăn long mà dính đầu tiên. Kéo nhanh hơn. Ui chưa các bạn, được từng cực. Dế còn ít lắm. Nó ăn này lên trước. Tới các bạn. Không. À nhỏ, con này nhỏ. Mở lưỡi luôn. Đấy, chắc cứ lại đi.
không. Hai con. Hai con. Ê, lấy khẩu này múc con ấy. Lấy vừa múc con ấy. Hai con. Một con nữa. Rồi, thêm con nữa. Hai lửa hai con. Rồi, vào chuồng. Rồi, hai con. Tưởng múc con má nữa ấy. Hai con. Ui, từ ra lại đó. Bỏ một chiếc xuống. Rồi như vậy là lên hết sóng rồi. Hết sóng rồi các bạn. Giờ móc vào mùi chết bỏ xuống. Một cái hết rồi, mua được các bạn. Hết mua được. Mắc rồi. Cá đây các bạn, chín cá. Cá chay rồi. Cho nên mình nói có lúc nhỏ các bạn thông cảm.
kéo dưới cho lâu. Ôi, anh Teo nhìn cả các bạn, anh Teo đông nghĩa, nhìn cá. Mình quay con cá này đã. Teo đang miệt mài kéo cá lên các bạn. Ồ, đây có một con này. Lên rồi, đã thấy rồi. Ở đầu góc đầu mũi thuyền này là tối lắm các bạn, ánh sáng nó không đủ cho nên là rất là tối. Rồi như vậy là đã lên, trước sau gì cũng lên hết á, nuốt luôn. Một trong này các bạn, tí nữa anh Teo sẽ gỡ mình là ra con mực hay tỏi à, con tỏi dính cá.
nghiệp là tới đây các bạn, đồng nghiệp tới để chuẩn bị móc cá. Thế rồi các bạn, đã thấy rồi. Đang móc, đang móc. Rồi, ok, thành công. Rồi gửi ra các bạn. Cắt buộc lại. Nhìn cá các bạn, nhìn cá. Đang là lừa. Mới đấm dính thôi. Trời đã rờng rồi, mặt trời chuẩn bị lên rồi, lại một ngày mới bắt đầu. Bạn tỏ dính này, đâu nay là có teo dính cá. Phải quay teo được là vì teo kéo nhanh hơn, ngoài kia cá to sẽ lâu. Đấy, kéo lên một số dây đây này. Dây đây các bạn này. Cước rừng rồi, đang hiu kéo cá. Đi thằng bắt chơi, thằng bắt chơi vượt xuống lũ. Đuôi rồi, tỏi ngoài to thì tỏi lưỡi cũng to ngoài thì rồi mở ra bạn, chạy ra cho lại mở lưỡi ra đã. Ui tí nữa xích mét rồi, chạy ra sau lưỡi sau là lại các bạn, sau lại con to lắm. Lừa chưa xong. Rồi lên rồi. Đã thấy được các bạn.
là các bạn, máy đã tắt rồi, tắt máy, tắt điện. Đấy. Nhưng mà còn tiếng gió rồi, gió rất là to. Đợt này ăn teo dính cá tiếp. Tại người quen ăn teo. Lăn lề sáng ngay lăn lề. Đây. Bỏ đờ. Vô cùng mực. Ngoài kia gì sau lại gì nữa các bạn. Đuổi qua đây, các bạn, tất cả đuổi qua đây câu hết. Theo nước. Theo nước mà nhiều vẫn nguôi. Sao lại dính. Mày ăn teo đã. À, thì không chỉ dò nữa. Thôi lên. Rồi sau khi ăn teo gửi ra các bạn sẽ móc câu tiếp. Mình là đi ra sau lái có 49. Nông sản như này luôn á. Khả năng là mực con đồ điên luôn hề. Khả năng là già cao.
ngân hàng thôi. Đứng đứng ngân hàng à, hiểu hiểu. Kéo lên nhảy 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 con lên đi con lên đi. Đỡ luôn, con đánh gầy luôn. Rồi. Rồi, chưa có ai gì. Để máy xuôi cả các bạn, xuôi cả cho nó cái dượt nó chảy đi. Con này ra luôn. Yeah. Con sống con đi. Rồi các bạn, giờ anh em chúng tôi sẽ quấn câu. Không câu nữa, vì giờ hết mồi. Mồi chết thì nó không ăn. Cho nên phải quấn. Quần câu rồi bắt đầu muối cá xem mà đếm cá rồi bắt đầu muối cá các bạn bóc cá sau lại tới rồi đây, bên anh con rồi này bóc trong truy rửa sạch sẽ. Bên này nữa còn gì hâm được các bạn, vì là tơi nào xong bắt đầu bóc cái hâm lên. Rồi các bạn, bây giờ sẽ bóc cá gì hâm lên. Cá này là lúc đêm thuyền chúng mình câu nó bò xuống cho mát. Bây giờ cầu lên, con này 20 cân. Kéo lên, bóp. Bóp thiên nhiên. Đây, đây, con luôn đây. Quay lại, rồi. Rồi, ok. Bỏ rồi các bạn. Yeah. Bóc lên. Lòi tay hè 14 15 16
người bài. Mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai lăm, 28 con các bạn. Đây, cả sân này là 28 con. 29 con. 29, 29 con. Hai mươi chín con với bên này này. 29. 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38. 38 con rồi, con ở trong hai phi nữa. Đang truy các bạn, truy vào sạch nhất. 39, 40, 44 chưa lâu đấy. 41, hơn 50 con. 78, 49, 50, 51, 52. 52 thì bên kia, bên này mấy con nữa tới? Bên này mấy con? Cũng à. Là 56 con. Tổng cộng là 56 con. Đang rửa các bạn, rửa lâu lắm mình cắt phần này. Rồi các bạn, bây giờ rửa cá sạch sẽ xong xuôi rồi. Bên này và bên kia là các bạn. Bây giờ sẽ muối đưa cá xuống hầm. Mỏi dài dài các bạn. Sắp cá để muối. Chị cho cái nhỏ mà. Thế đừng quay lỗ tin nè. Coi mà chuyện này là đúng. Đó giòn nhỉ. Giờ con sắp vào đây. Bao nhiêu con? 56 con. Rồi lại một lần của các bạn cho cá nó sạch sẽ. Rồi đưa xuống hầm đá bảo quản.
cá to chứ, dê nữa, cá đấy nè. Lớn hơn cá này chắc không. Cho nhỏ bên. Ui, bỏ bỏ cái coi con mẹ này chứ cho bỏ thôi. Dê là dê thì các bạn, dê này là dê thái cắt ngừa ra để muối. Cắt nữa không? Có. Đây đây đây. Đây rồi. Rồi chọn tôi chuyển không? Chúa 17 cân. Cho lấy cân cho cân lạc đi phải hết. Lạc bồ câu chứ. Tụ ba vừa miếng tập cung chi đi mà bắt thả ra mà truy rửa đi. Điên điên điều tết đó. Rồi. Đi vô sạch nhớ các bạn, mấy cá này nhớt nhiều lắm. Dạ. Ừ. Cắt. Mùa sống là phủ lớp đá các bạn, cho một lớp đá cho cá nó tươi. Một lớp các bạn chuẩn bị bỏ dê xuống để sắp tiếp cả nắp tôn. Bây giờ đến đây đến nắp tôn bảo quản kỹ các bạn. Lục tiện ra đi, để dọc lại thôi. Đó, bên nữa. Bên sao con lừa nó ra.
mỏi đấy thôi, mỏi đấy thôi. Đưa cá xuống tiệm các bạn. Xác, hai xác. Cho anh cám này. Mà riếng này, cái bờ cái ba này, bờ mày câu lên này, hàng xuất khẩu đấy, vip bờ thiên nhiên của biển. Em mới xui à? Hai chục con nữa. Bà con dễ. Còn trên sân này của bạn, bên này là bên kia là tầm 20 con. Này 15 con. Bên kia là một con nữa 16. Đó đi. Rồi rù đá lên. Hai lớp. Tại chưa có câu được hai luôn rồi. Hai đỏ rồi. Đều chắc thôi.
cái tủ nước. À, thì đưa xuống nhìn là đã trái. Báo được 4-5 cái thôi. Lọc ra. Mẹn mẹn đấy đi. Lại nó thua chỗ hướng á. Nên nên đừng làm biết. Nắng nghe. Đúng tay luôn. Sẻ báo đấy con thú nữa, sẻ báo. Sẻ báo con thú nữa. Lối dâu mũi này lên một tí đi. Con sẻ báo đóng rồi sẻ báo nó con thú. Lối dâu mũi này lên đi. Mới rải đái ra lối lên nữa. Nghe lóng chăng cả này giờ sắp là các bạn sắp lên mối không bỏ con dê nữa. Con bơm năm cần ngang đó. Sắp đẹp chưa? Sắp rồi cho đẹp. Này tiếp này. Con 5 con nữa. Tiền nhiều. 5 con nữa. 5 con là đủ rồi. Tiền nhiều là hẳn vài ơi dưa. Con là chục lô đúng không? Con mà ở đây thì 27 lô. Con 2 con nữa. Đang đủ mẹ thôi. Thôi ngang ngang. Thì bỏ gì cần nước, bỏ gì cần đó. Để cô đi. Đi bỏ hai con là đủ đó. Rồi các bạn, sau khi muỗi thì che mắt các cam lại để bảo quản thật là tốt. Che mắt lại thì xong là phủ đá lên luôn. Dê đầy 5 phút không hả? Tập cho mình đề nghị ba con ai có điểm gặp tao không biết là đứng ở đâu nè. Lôi hết. Nước. Chắp bò đá này chen cho thằng khỏi té, chứ nghiêng qua nghiêng lại té rồi. Đó gầy luôn. Lớp thề rồi các
các bạn, bây giờ là phủ đá xong rồi. Bây giờ đầy bát lại. Đây. Ờ, công tác mồi cá đã xong các bạn. Bây giờ phủ bát thôi. To tầm đi xuống. Mười cá xong rồi các bạn, đây hôm nay sắp xe. Thì vậy là mình giới thiệu cho các bạn video câu cá cám cá điểm các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp các bạn video sau, bye bye.